trong những trường hợp nào thì mình nên sử dụng phân bón lá để mà xịt cho cây. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay xin chia sẻ mọi người trong có bốn trường hợp mà huy nhận thấy nha khi mà mình chăm sóc kiểng lá thì mình nên sử dụng phân bón lá để xịt để bổ sung dinh dưỡng cho cây thông qua việc xịt lá. Thì bốn trường hợp như sau rất là quan trọng. Trường hợp đầu tiên đó chính là khi mà mình mới mua một cái cây về ha thì trong quá trình vận chuyển á, cái cây của mình á, nó sẽ bị động rễ này shipper họ hay cầm họ, họ nhắc lên nhắc xuống họ di chuyển á, cây bị động rễ này thì như mọi người biết cái rễ là chức năng duy nhất mà giúp hút nước và dinh dưỡng để mà chuyển lên lá cây để cây có thể có chất dinh dưỡng để mà kết hợp với ánh sáng để mà quang hợp tạo ra năng lượng cho cây thì nếu mà rễ đã bị tổn thương trong quá trình vận chuyển á thì cây không thể nào mà hút đủ dinh dưỡng thì khi đó mọi người sẽ bị những tình trạng như là vàng lá gốc này hoặc là vàng lá cả cây ha mọi người nên thôi nha mọi người nên sử dụng sơn phân bón lá để xịt cho cây sau đó để cây ra một nơi ánh sáng dịu dễ chịu thì cái việc mà xịt phân bón lá ngay khi mà mới mang cây về á nó sẽ giúp cho cây có được nước này à, dinh dưỡng này một cách nhanh nhất có thể ha và nó giúp cho cây quang hợp và tạo ra năng lượng để giúp phục hồi lại rễ cây bị tổn thương trong quá trình vận chuyển. Cái trường hợp thứ hai á đó là khi mà chúng ta mới cắt tinh cây ha. Ví dụ như là chúng ta cắt tinh nốt này hoặc là cắt tinh ngọn hoặc là cắt tinh gốc cây ha. Thì trong những cái trường hợp khi mới cắt tinh á chắc chắn cây nó sẽ bị sốc bởi vì là cái phần dinh dưỡng phần nước chính á được cấp từ thân của cành lá lên á thì chúng ta đã cắt rồi thì nếu như là bộ rễ nó chưa quen hoặc là không đủ sức để mà hút lên để mà nuôi những cái lá này á thì mọi người bắt buộc phải xịt cái phân bón lá và nước lên lá này ha để cây có được nước cấp tóc chứ không là nếu chúng ta cắt trong cắt cắt tân trong thời điểm mà nắng nóng á thì cây nó rất dễ bị sụp bởi vì là hơi nước bốc ra từ lá nhiều hơn cái việc mà rễ nó cung cấp cho lá đó thì khi đó chúng ta hãy xịt cung cấp cấp tóc cái dinh dưỡng cũng như nước để những cái lá lá mẹ á nó có nước và dinh dưỡng để nó tiếp tục quang hợp để mà nuôi cái thân đấy để mà ra mầm như vậy ha đó là trường hợp thứ hai và cái trường hợp thứ ba đó chính là khi mọi người mới mua một cái cây cấy mô về á cái cấy mô nha và nó còn nằm trong cái bịch aga hoặc là cái hũ aga á thì thì mọi người phải sử dụng dinh dưỡng từ phân bón lá để mà xịt cho nó. Lý do cái việc xịt như vậy á, bởi vì là nếu mà cây phát triển trong cái 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 dung dịch Aga thì khi mà mọi người gỡ ra và trồng vào giá thể á, thì bộ rễ nó đang quen với cái môi trường Aga đấy, á, thì khi mang ra một môi trường mới á, cái bộ rễ nó chưa phát triển cũng như là những cái lông tơ đang đang nằm với đang nằm ở Aga ha, nó chưa có phát triển ra để mà hút dinh dưỡng của nước từ giá thể mới, thì cái giá cái rễ đấy á, nó sẽ không hút được nhiều dinh dưỡng để phát triển cho cây đâu cho nên là mọi người phải bổ sung dinh dưỡng thông qua việc xịt phân bón lá cũng như là xịt nước cho những cái lá của cái cây cấy mô á. thì cái việc đấy sẽ giúp cho cây có thêm sức khỏe cũng như là dinh dưỡng và nước để mà chống trọi giúp cho bộ rễ nó phát triển mạnh hơn và sau này nó ra những cái lông tơ mới phát triển dài ra để mà nó hút dinh dưỡng trong những cái phần giá thể mới ha đó là trường hợp thứ ba và trường hợp thứ tư là trường hợp gì? Đó là khi mọi người mới thay giá thẻ cho cây và mọi người nhận ra là cái bộ rễ của cây nó đã bị tổn thương rất là nhiều ha. Thì nếu như cái cây của mọi người nó có nhiều lá mà mọi người muốn giữ thì khi mà thay giá thẻ mũ tổn thương nhiều thì chắc chắn ha. những cái lá ở góc nó sẽ rụng trước, nó vàng mà rụng trước ha. Thì khi đó bởi vì lý do là cây nó kiệt sức và rễ bị tổn thương cho nên rễ không hút được nước và dinh dưỡng để truyền lên lá. Thì khi đó mọi người nếu muốn giữ lại được nhiều lá cũng như là giúp cây có sức khỏe để mà khỏe khi mà mới thay giá thể thì mọi người nên xịt phân bón lá cho cho lá. Mọi người cấp nước về dinh dưỡng ngay lập tức cộng thêm cái việc quang hợp của cây nữa thì khi đó cây sẽ có được năng lượng để mà lúc phục hồi lại bộ rễ và khi mà bộ rễ khỏe rồi thì nó sẽ giữ được lại nhiều lá ha mọi người. Đó là trường hợp thứ tư. Thì đó là bốn trường hợp mà Huy nhận thấy mọi người nên có phân bón lá để mà xịt để mà gọi là cấp dinh dưỡng cũng như là nước một cách cấp tóc cho cây cảm ơn mọi người rất nhiều và nếu mà mọi người muốn xem thêm những cái bài viết và mọi người muốn xem thêm những kinh nghiệm cũng như là cái mẹo chăm sóc cây kiểng lá trong nhà hoặc là những kiến thức về chăm sóc cây kiểng lá thì mọi người hãy truy cập vào blog khuy kiểng lá để xem nha cảm ơn mọi người rất nhiều chào tạm biệt